Anh nghĩ kỹ đi. Nếu như tôi giao lại cho anh cả một đống nợ, liệu anh có trả nổi hay không? Liệu anh có còn đủ tỉnh táo để điều hành cả hệ thống khách sạn hay không? Cái anh cần là tiền để giải quyết cơn nghiện. Vậy tại sao anh không để cho tôi chu cấp tiền cho anh? Còn mọi thứ coi như là tôi quản lý. Cái gì? Mày chịu chu cấp tiền cho tao sao? Anh muốn bao nhiêu? 100 triệu, kèm theo một điều kiện là tao phải được về ở trong căn biệt thự của bà già tao. Anh bị điên rồi hả? Làm sao mà tôi có 100 triệu? Tùy mày thôi, tao không ép. Nè, đứng lại. Mọi chuyện chưa giải quyết xong mà. Tao sẽ có cách giải quyết khác của tao. Thôi được, 50 triệu. Cái gì? 50 triệu? 100 triệu. Nói cho mày biết, ở đây mày không có quyền trả giá, tao mới là người quyết định. Nghe chưa? 100 thì 100. Nhưng mà còn chuyện anh muốn về ở chung với tôi trong căn biệt thự thì không được. Mày sợ là tao đụng độ với cái thằng bồ của mày hả? Nếu như mà anh cần thì ngày mai tôi sẽ photo giấy tờ tôi đang cầm căn nhà biệt thự cho ngân hàng cho anh xem. Chỉ cần tôi không đóng tiền dài tháng thì ngân hàng sẽ tịch thu căn nhà. Đến lúc đó anh cũng sẽ bị tống ra khỏi nhà. Tao không cần biết. Bây giờ tao đang cần một số tiền lớn. Mày phải giao cho tao, nghe chưa? Nếu không tao quậy lên đó. Thôi được rồi, từ từ đi rồi tôi tính. Ngồi xuống đi. Tao không ngồi. Mày đã hứa với tao, ngày mai tao sẽ quay lại. Anh cất xe giùm tôi. Dạ. Dương Dương à, hình như là em không khỏe. Em không sao. Do Hiếu mới tới đây tìm em. Hả? Anh Hiếu tới đây hả? Không gặp được em cho nên là cậu ta có vẻ rất thất vọng. Sau đó thì đã rủ anh đi làm vài ly. Anh có nói gì với anh không? Hình như là giữa hai người đang có chuyện gì hả? Anh thấy Võ Hiếu hỏi rất nhiều về. Em đi làm việc trước đi. Tôi biết Diêu Dương cách đây 3 năm. Cô ấy bước vào công ty với vai trò là con nuôi của bà Bích Ngọc. Trong mắt tôi thì Diêu Dương là một cô gái rất siêng năng, thông minh, xinh đẹp và bản lĩnh. Tôi cũng nhận thấy điều đó. Bà Bích Ngọc thực sự rất may mắn khi có Chiêu Dương là con gái. Nhờ có Chiêu Dương mà công ty của bà ta không bị phá sản. Bà Bích Ngọc không có con ruột hả anh? Có chứ. Một thằng con trai phá gia chi tử, tồi tệ. Nó bị nghiện nặng. Bây giờ anh ta đang ở đâu? Tôi cũng không biết. Có lẽ là khi lên cơn rồi chết ở một xó nào đó rồi.
dám giành khách của tao hả? Tha cho tôi đi, tha cho tôi đi mà. Buông ra. Dạ em chào anh chị ạ. Mời anh chị vào ạ. Đẹp quá. Nhiều đồ đẹp quá anh ha. Anh, anh còn cái này đẹp không? Em. Anh à, không có gì đâu. Em lỡ tay làm rớt thôi mà. Về nhà thôi. Em muốn có không gian riêng với anh. Thôi đi, tham lam quá. Cái gì cũng muốn hết. Thôi nhanh rồi về nha. Em lấy đôi này. Mình mua xong rồi mình về nha. Dạ để em à. Đi anh. Anh, qua đây nè. Em ơi, chị lấy đôi này nha. Dạ. Anh chị đợi chút xíu nha. Nè. Dạ. Anh, hay là bây giờ mình đi ăn xong rồi về nhà nhé. Em, anh mới có công việc đột xuất. Bây giờ anh phải chạy đi giải quyết công việc. Anh chở em về trước. Em về nhà nghỉ ngơi đợi anh nha. Chúc anh về liền. Kỳ vậy hả? Hôm nay anh nói với em là anh rảnh mà. Thì nó nói là đột xuất mà. Biết sao không? Anh có hẹn gặp ông giám đốc công ty Mai. Ông muốn anh chỉnh sửa lại thiết kế căn biệt thự cho ông. Anh đi chút xíu anh về liền nha. Vậy thôi cũng được. Anh phải về ngay với em đó. Ừ. Có chắc là anh gặp khách hàng giải quyết công việc không vậy? Từ bao giờ mà em có thói quen nghi ngờ người yêu của mình vậy? Em không có nghi ngờ. Chỉ là hỏi vậy thôi. Không có cô gái nào làm cho anh rung động được đâu. Yên tâm. Vậy anh đi nhớ về sớm nha. Ừ, em biết rồi. Em vô nhà đi. Ừ, anh đi trước đi. Ừ. Tàu cá là mày sẽ gọi lại cho tao. Nghe. Bây giờ anh muốn cái gì? Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt tôi? Tôi đã cho anh rất nhiều tiền. Như là anh mong muốn rồi. Bây giờ anh muốn cái gì nữa? Làm gì nóng dữ vậy? Nè, giận dữ sẽ làm cho phụ nữ xấu xí hơn đó biết chưa? Là anh cố tình để cho người ta nhìn thấy anh có đúng không? Người ta là ai? Tôi không hiểu cô muốn ám chỉ ai. Anh thôi đi. Anh đừng có giở trò với tôi nữa. Tôi đã nhìn anh quá nhiều rồi. Cung cấp đầy đủ cho anh. Bây giờ anh muốn trở mặt với tôi có phải không? Cô tưởng bao nhiêu đó là đủ hả? Bao nhiêu đó? Chưa có đủ đâu nha. Tôi còn muốn nhiều hơn nữa kìa. Anh là đồ khốn. Được đặt chân lên đằng đầu. Bây giờ anh muốn cái gì anh nói rõ đi. Muốn gì à? Được rồi, từ từ tôi sẽ cho cô biết.
Giờ thì tôi có chuyện quan trọng để làm. Vậy nha. Nè, anh em. Hình như là anh đang tìm ai đúng không? Tôi chắc chắn người tôi cần gặp là anh. Anh đã xuất hiện nhiều lần trước mắt tôi, rồi lại biến mất một cách bí ẩn. Tôi đâu phải Tôn Ngộ Không đâu biết biến quá. Chỉ là chưa đúng lúc gặp mặt anh thôi. Anh muốn giữa tôi? Rõ ràng là tôi không hề quen biết anh. Nhưng tôi biết bạn gái của anh. Anh là gì của Chiêu Dương? Anh không cần biết tôi là ai. Ngay cả bạn gái mình là ai anh còn không biết. Có cần biết tôi là ai không? Anh nói vậy có nghĩa là anh biết về Chiêu Dương nhiều hơn tôi. Tôi biết Chiêu Dương cũng đủ để biết cô ta thuộc hạng người nào. Đừng nói vòng vo nữa. Có thể vào thẳng vấn đề được không? Anh muốn gì ở tôi? Tôi chỉ đang suy nghĩ coi có nên cho anh biết một nửa sự thật về người con gái mà anh yêu say đắm hay không. Và tôi đang tưởng tượng ra coi nếu một ngày đẹp trời nào đó anh biết hết sự thật về cô ta, liệu anh còn yêu cô ta say đắm được hay không? Còn sự thật nào về Chu Dương mà tôi không biết? Nhưng cho dù biết hết sự thật về cô ấy, chắc chắn tình yêu của tôi dành cho Chiêu Dương cũng không bao giờ thay đổi. Anh có chắc không? Được. Tôi sẽ cho anh sống hạnh phúc thêm một thời gian nữa với tình yêu say đắm của anh. Nè, tôi không muốn lấp lửng. Anh muốn nói gì cứ nói một lần cho xong. Anh là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi? Tôi muốn nói hay là giữ im lặng là quyền của tôi, nghe chưa? Thôi được. Tôi cũng không cần muốn biết câu chuyện gì của anh đâu. Nhưng tôi nói trước, nếu anh còn uy hiếp Chiêu Dương, làm tổn hại đến cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Đừng có hù tao. Anh, hôm nay anh đi gặp ông giám đốc, có giải quyết xong công việc chưa? Tạm ổn rồi. Sao em không ăn đi? Sao ngồi nhìn anh dữ vậy? Em có gì muốn nói với anh sao? Dạ đâu có chuyện gì đâu, em chỉ hỏi vậy thôi. Em, vô đi. Nãy giờ anh uống nhiều rồi đó. Anh muốn uống, em chiều anh nha. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra với anh. Em, trong tình yêu điều quan trọng nhất là thành thật với nhau. Dối trá sẽ khiến cho cảm xúc mất dần và phai nhạt đi. Em có nghĩ vậy không? Ừ. Chúng ta yêu nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua mọi thử thách. Anh sẽ cùng em đi đến cuối con đường. Nhưng em làm ơn cho anh biết vật cản của em là gì, anh mới giải quyết được.
vật cản là gì? Anh nói em không hiểu gì hết. Em là người con gái thông minh, em dư sức hiểu ý anh mà. Anh cho em thời gian suy nghĩ và hãy nói cho anh nghe những gì anh cần được biết. Anh về đi. Hôm nay anh sai rồi, anh ở lại với em nha. Không, anh muốn em có thời gian để suy nghĩ. Em em cần anh. Anh đừng có đi mà. Chắc nó ở trong đó. Tụi bay theo tao. Dạ. Tụi bay đẩy cửa đi. Dạ. Quá rồi. Thằng này nó phê quá rồi. Mày có giục nó ra ngoài đường nó cũng không biết gì đâu. Nhưng mà hai thằng mày nhớ, phải ở đây canh nó cẩn thận cho tao nha. Mà nhớ phải lấy dây trói nó lại, không cho nó thoát ra khỏi chỗ này. Hiểu chưa? Dạ hiểu. Tụi bay coi nó cho cẩn thận đó. Mày ở đây, tao đi kiếm dây. Ừ. Ha 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 ha
Alo, tôi nghe đây. Alo, tôi đã bắt nó được rồi. Bây giờ xử lý như thế nào đây? Ok, được rồi, có gì tôi gọi lại sau. Công việc thôi, chiều nay em phải đi gặp khách hàng nữa. Thôi, mình bơi tiếp đi anh. Em bơi đi. Bơi với em đi. Em bơi trước đi. Alo, tao nghe nè. Mày đang làm gì vậy? Đang tiếp khách với bà tao, có gì không? Tao với thằng Bình ngồi quán nhậu nè. Mày ra không? Tụi bay hả? Còn lâu chưa? Mới ngồi, gọi mày liền nè. Ờ, vậy hả? Ờ, giờ hai đứa tụi bay ngồi uống trước đi. Có gì chút nữa tao ra tao gọi. Ok. Dạ ba ơi, con... Đây là một vị khách rất là quan trọng. Sắp tới ông ta sẽ đầu tư vào công việc kinh doanh của gia đình mình với một số vốn rất lớn. Con không được đi đâu hết. Ở đây để ba giới thiệu với ông. Thì giờ con ngồi chút thôi. Chủ yếu là ba ngồi làm việc với ông. Chứ con biết gì đâu con bạn. Đủ rồi. Con đã lớn rồi. Đừng có cư xử như là con nít vậy. Tập tành ngoại giao là mang đi. Vài ba năm nữa thì ba cũng sẽ già. Cần phải nghỉ ngơi. Con nghĩ coi, ai sẽ là người tiếp quản cái cơ ngơi này? Ba lúc nào cũng chửi con. Bà nói để con nghe thôi, chứ ba chửi con hồi nào. Chú Nam là cánh tay phải của ba, nhưng mà con mới là trụ cột của ba sau này. Học hỏi cách làm ăn đi là vừa rồi, chứ đâu phải chơi hoài được con. Nghe lời của ba con đi. Tình hình làm ăn bây giờ khá là căng thẳng. Khi xuất hiện nhiều người cạnh tranh trong lĩnh vực này, tôi phò tá cho ông chủ, sau này là cậu. Nhưng không biết trước chuyện gì xảy ra. Chú cứ nói vậy hoài. Nhìn chú với ba con khỏe muốn chết, làm sao mà có chuyện gì xảy ra được với hai người chứ. Thôi. Dạ, phòng ở bên này ạ. Nghiêm túc đi, khách tới rồi kìa. Chào ông. Chào ông. Con mẹ tụi mày, thả tao ra. Sao? Thả tao ra. Bây giờ sao? Mày muốn gì? Tụi mày là ai? Ai sai tụi mày làm những chuyện này? Mày không cần phải biết. À, là con quỷ cái đó. Nó trả tụi bay bao nhiêu tiền, tao sẽ trả gấp đôi. Bao nhiêu? Mày. Mày cái, mày dám đối xử với tao như vậy?